Xin chào anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại kênh Long Phiêu 985 Nguyễn của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em cảnh thấy anh thợ cưa cây này, ảnh cưa cái cây thị này nè. Anh xem mé những cái nhánh để mà mình lấy cái này mình về cây thị này mình về mình làm kén nha. Cây thị này chắc cũng là lâu năm ấy, lắm rồi đó nè, mấy chục năm, cả trăm năm anh em à. Anh đang leo lên đây nè, mình sẽ mé hết mấy cái nhánh xung quanh nha nè. Đó, đặng nữa mình cho mấy người khác người ta tới người ta đào gốc thị lên thôi, còn mình thì mình chỉ mé nhánh thôi cho nó gọn tỉa thành kiển. Anh đang kéo mấy cưa lên nha. Trời đang mưa nghe nè, nhưng mà mình cũng cố gắng mình quay cho anh em xem. Anh em thấy trời mưa không? Anh đang chuẩn bị mé nhánh từ từ nè. Anh thợ anh leo chắc không có mà, không có mé nhánh nữa mình nhảy gốc về mình làm kiển rồi nè, bán để bứng gốc lên để dùng về. Bây giờ anh đang tỉa qua mấy cái nhánh bên kia nha. Lên trên tỉa cao trên nữa. Mình
đó nè, đó thấy không, để cho nó dính đỡ miếng da đó để mà dần dần lên trên để tỉa bớt những nhánh nhỏ này, cắt ngang nhánh to luôn nè, nhánh to này. Cắt nó ngã vô trong nè, ngoài dây điện nè, cắt lấy cái thế cho nó ngã, nó ngã vô trong á, nó cao cao lên để anh làm cái nhánh to, to cái nhánh to đó nó té cái nhánh nhỏ đó nè. Bây giờ anh leo lên đó, anh dối ra nó té nhánh nhỏ ngoài nè, đó đang di chuyển góc lên, người ta sẽ bứng nguyên cây thị này về luôn, người ta sẽ bán cây kiển nha. Đó, đó. Mà nếu mà muốn bứng cây thị này thì phải cưa cây dừa này nha, cưa cây dừa này mới bứng được. Tại vì cái cây dừa này cái gốc nó nằm chung với cái gốc thị luôn rồi. Muốn bứng là phải cưa cây dừa mình mới bứng, mình mới di chuyển mới cẩu ra được. Khi nào mà cưa cây dừa này thì mình sẽ quay video tiếp theo cho anh em xem. Sử dụng bằng cái đôi chân không bằng kỹ thuật, hai cây dây ông đang leo lên cái cây dừa cao luôn nè. Đây, đây đang anh leo, đang leo lên cây dừa cao này. Cây này mình sẽ không thể hạ một cái một xuống được nè, tại vì ở trong đây là cây xài với nhà người ta, mà cây dừa này rất là cao nha, mà dài, chắc có thể là sẽ cắt từng khúc, hạ từng khúc xuống nha. Giờ anh đang kéo máy cưa lên nè. Đó. Đó. Anh không có dùng bằng móng à, anh chỉ dùng bằng chân thôi, nhưng mà anh kẹp cái sợi dây vô nè, đó, anh đi bằng cái sợi dây anh. Đó, anh đang lấy cái cưa lên đó. Cây dừa này nó có cái độ nghiêng rất là đúng ra đó. Đó. Là những cái đồng ý đó. Anh đang cắt
đây đây ngã cái đọt lên đâu rồi, anh đang ngã cái đọt nó, quá hay rồi. Đó. Anh đi di chuyển dần dần xuống, anh hạ cút dần dần chưa nữa nè, là một phát nhỏ luôn, cây dừa đọt dừa quá nhanh. Cưa cái giờ mình quay cho anh em xem, giờ mình quay cho anh em xem rồi đó. Thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây nha. Chúc anh em có được một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Xem video thấy hay anh em nhớ like, đăng ký kênh, bấm như chuông để nhận được những video tiếp theo của mình nha. Mình xin cảm ơn các anh em rất nhiều. Chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video sau nha.